bao nhiêu anh? 175 nghìn. Còn đó là mới đầu 199 kìa. Bây giờ còn 175 à? Không, anh quên tiền ở nhà chưa làm à? Không, thật bây giờ quên tiền rồi. Bố anh chưa cho tiền để trả. Hả? Em ơi, nè, anh đi quên cái tiền mẹ bây giờ làm à? Điện bố anh mang tiền đây giả nhé. Anh bảo anh quên cái tiền mẹ. Thế làm nào? Đây đang ăn ở hot pot tầng 4 đi con Thái Nguyên thì quên tiền. Làm nào? Se fazer amor comigo. Chờ đợi một lúc nữa xem con lẩu thì em gái ấy, xinh thế. Mang đồ ra rồi. Thế này khó để lắm. Cái này là lẩu cay, còn bên này là không cay ạ. Rồi, cảm ơn nhé. Chuẩn bị ăn lẩu. Anh cho con ăn để tự lấy à? Ở con này mình lấy thoải mái, mình sẽ tự lấy. Còn đồ bảy cái này thì anh sẽ bê ra bán cho anh. Rồi, bây giờ đi tự lấy rau. Hai em đều xinh cả. Đây, nhiều món kìa. Cái này bò các anh. Cái đấy là gì đấy? Đây là thịt bò em xay nhuyễn ạ. Xay nhuyễn à? Trộn với lá quế ạ. Tự mình ăn hết rau các thứ thì là kia lấy tiếp à? Vâng ạ. Ăn thoải mái à? Vâng, cả thịt anh cũng có thể gọi thêm ạ. À, ăn no thôi. Dạ vâng ạ. Mời các bạn ăn buffet nhá, đến với Vincom Thái Nguyên nhá. Em cũng vào kênh của anh xem. Dạ vâng ạ. Kênh LVDN ấy. LVDN ấy. Mực à? Còn cái tròn tròn này là gì đấy? Đấy là gà phi lê anh ạ. Gà? Vâng ạ. Gà này ngon. Đây là gà phi lê, đều là đồ nhà em, đều là đồ nhập khẩu hết ạ. Cái này nhập khẩu ở đất nước nào? Dạ, gà phi lê nhà em là của Úc anh ạ. Úc à? Vâng ạ. Ây à, hôm nay mới được ăn đồ của Úc luôn. À, bò Mỹ nhà em, đây là bò Mỹ. Còn cái miếng này là miếng gì? Đây là đậu của anh ạ. Đậu á? Vâng ạ. Sao đậu làm khác của mình chứ, đậu nhập khẩu à? Không ạ, đậu nhà em là lấy từ dưới Hà Nội lên anh ạ. Hà Nội á? Dạ vâng ạ. Nhìn nó trong suốt ấy nhỉ. Ê, thấy các bạn, cái miếng đậu nó nhỏ nhưng nó tây út kìa. Rất nhiều món nha. Cô em đang làm rồi. Đấy. Rất nhiều món. Đấy. Đây này. Cùi. Đây nha, các món này. Đậu buffet tự chọn ăn thoải mái. Nhân viên đây cô làm xinh tươi cả. Quầy này nhà em đi làm hot pot story. Hot pot story nhỉ? Vâng, tầng 4 công với chị Thái Nguyên. Tầng 4 nha các bạn, đến đây đến Vincom Thái Nguyên nha.
quán này ăn thì xóa luôn, phải chưa đến 200.000 đâu, xóa, mệt nhỉ. Đấy, từ đấy cô nhân viên có gắp thịt vào cho thế này thì chắc ăn không hết, nhưng mà quá nhiều, sợ không hết thôi. Chắc là anh muốn dùng thêm, anh có thể gọi thêm cả. Được gọi thêm không? Dạ vâng, được ạ, để làm trong suất cũng thuê là mình không mất tiền ạ. Ok. Nha, cảm ơn em nhé. Có em nhân viên ở rảnh ra ngồi ăn với em nhỉ? Một bình chén heo. Ở quán ạ? Ngon nhỉ? Trời ơi, chiến đấu thôi, cả nhà ơi. Mua vào cả phanh. Mọi người đến tầng 4 nha, thì quay hot pot nha, tầng 4 của Vincom Thái Nguyên, ăn mê luôn. Quầy tầng 4 này nè, hot pot này, ăn phải có xóa. Bây giờ đang giảm giá 178, ăn lẩu, kẹt ga, mười mấy người ăn thoải mái, không sợ. Đang uống. Giòn. Bổ kìa nha, đây bổ bò. Cái thịt bò chấm món gì đấy? Đây là sức chấm lẩu nha. Đây là một cái chấm lẩu. À đây cả. Thịt bò cũng chấm món này á. Chấm món này. Ngồi đây ăn với anh đi. Đây là cũng sức chấm món em cuốn vào cuốn. Cái này. Cảm ơn nhé.
Bạn nào chưa đến Vincom đến đi. Đến đi ăn này. Hot Pot tầng 4. Đúng lúc tôi đến được giảm giá nha. Đây chỉ cả nước ngoài. Nước ngoài nước trong không biết. Về hoa quả chưa, đây là nguyên dưa hấu, đây cái gì nhỉ, củ đậu trộn salad. Mấy thịt gà, hến, cánh gà, nhiều món lắm, rẻ không hết. Mực gà. Đây đang ăn bên cây nhé. Thôi quá. Salad ăn rất giòn. Giòn lắm. Ăn ốm không hết. Trước đây 200 ăn nhòe. Đấy bạn nào cũng xem video đến luôn Vincom Thái Nguyên. Quầy Hot Pot tầng 4 nhé. Miếng đậu Hà Nội khó lắm. Đây quảng cáo với anh em là Vincom nhập đậu Hà Nội về nha. Miếng mềm chắc không có thành cao. Đậu tự nhiên. Mềm lắm. Dễ ăn.
đậu là ngon lắm, đậu ngon. Ngấy lắm, ăn này cũng ngấy. Đấy, còn muốn nhậu à? Cảm ơn các anh chín nhanh cạn hết nhỉ? Cảm ơn. Em thêm nước lẩu các anh. Ờ, thấy nó cạn mất rồi. Cái đồ này ăn cay thì nha. Sau khi ăn này có hơn 100.000 ăn sạch, mua lồi này mà chẹn hết ấy. Ui rồi, hết rồi, thôi về thôi, ăn hết sợ chả còn gì nữa. Thanh toán tiền đúng rồi. Bao nhiêu? 175.000 ạ. Đây là giá 20%.
của nó là mới đầu 199 nhỉ, bây giờ còn 175 rồi. Nhưng mà anh quên tiền ở nhà thì làm nào? Con thật đi, anh quên tiền rồi. Bố anh chưa cho tiền để trả. Hả? Là anh đi ăn thì quên được. Em ơi, em. Dạ. Này. Anh đi quên xin tiền mẹ bây giờ làm nào? Mình chưa mẹ. Em ơi, thế để anh gọi điện về bố anh mang tiền đây trả nhé. Hả? Thế anh bảo anh đi em anh quên bố quên chi tiền mẹ. Vâng. Thế bây giờ làm nào? Đấy đang ăn ở Hotpot tầng 4 Vincom Thái Nguyên quên tiền. Làm nào?